Em Phượng về Việt Nam để trao yêu thương cho Lân siêu thận. Không biết ngày tháng chứ con cô tên gì tên riết riết quỳnh riết Quỳnh thì nhiếp hả? riết Riếp hả? riết 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 À. con bị mấy năm rồi con bị vàng hôm nay con đại diện cho chị dân chồng bạn của chị Kim Liên Đinh ở Mỹ á, tiểu bang Maryland á, gửi cho cô 500.000 cô dạ cơ có nhận không đi chứ con có mấy cổ mấy chỉ có con có xin ai được cái thì ai người nào cho thì con tính để nhờ mấy người đi qua đó và giúp đỡ Thầy cảm ơn Phượng nhiều, cảm ơn quý mạnh thường quân.